Nắng đã có mũ, mưa đã có ô. Nghe bộ huynh mạnh nhưng mà chưa biết tướng nào mạnh, tướng nào yếu thì đã có video này. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Rock KPI. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bảng xếp hạng bộ binh 2024 mới nhất. Bộ binh đang là binh chủng làm mưa làm gió trên chiến trường, và với bảng xếp hạng này, chúng ta sẽ có phần nào nắm rõ hơn về thực lực đáng sợ của loại quân này. Chơi bộ binh bây giờ có khác gì vua chúa ngày xưa đâu. Sung sướng thì không ai bằng. Không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Hôm nay mình sẽ biến thành ban giám khảo khó tính, đánh giá và phân chia thứ hạng cho những vị chỉ huy bộ binh. Liệu tầng lớp bộ binh có khác gì so với tầng lớp kỵ binh hôm trước hay không? Chúng ta sẽ cùng làm rõ ngay sau đây. Tiêu chí đánh giá mình sẽ dựa vào những yếu tố sau. Thứ nhất đó là hệ số sát thương cao và sát thương diện rộng. Thứ hai đó là khả năng tái tạo kỹ năng chủ động liên tục nhờ khả năng hồi nộ nhanh và yêu cầu thịnh nộ từ kỹ năng chủ động thấp. Cái này thì một trong hai đã quá là ok rồi, mà có cả hai thì lại càng tuyệt vời. Yếu tố thứ ba đó là khả năng gây hiệu ứng có lợi cho đồng minh trên diện rộng hoặc là gây hiệu ứng bất lợi cho kẻ thù trên diện rộng. Hiệu ứng bất lợi sẽ được ưu tiên hơn anh em nhé, vì gây hiệu ứng bất lợi vào kẻ thù thì quân ta cũng sẽ tận dụng tốt hơn. Cái thứ tư đó là bộ chỉ số tốt, đặc biệt là phải kể đến tốc độ hành quân, thứ cực kỳ quan trọng khi mà đánh open field. Bấy nhiêu đấy là đủ, ngoài ra thì còn hai yếu tố nữa cũng không kém phần quan trọng, đó là ghép cặp linh hoạt và tận dụng các yếu tố mạnh mẽ trong meta như ở minh văn, vũ trang, biểu trưng vân vân. Bật mí với anh em là có một chỉ huy bộ binh đáp ứng tất cả các yếu tố trên, lại còn bonus thêm cái yếu tố tâm linh như ở tướng tàu, mặc thì chất, đấm thì ngất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành phân tích thôi. Các bảng xếp hạng dưới đây liên quan đến việc open field ở mùa chinh phạt của bộ binh. Chúng ta sẽ bắt đầu với 19 chỉ huy có mặt ở mùa chinh phạt. Trong bảng xếp hạng này, danh S vẫn là những vị thần với quyền năng bất diệt, mỗi khi đã ra tay thì mọi thứ trở nên an bài. Danh A thì đây là những tinh anh trong những tinh anh, nhưng mà tu luyện chưa đạt đến đỉnh cao nên là vẫn còn thiếu hụt một vài điểm để thăng lên hạng S. Danh B thì dùng tạm, chờ điều kiện nâng cấp, chứ mức danh này mà đánh nghiêm túc thì không hề có cửa với các tướng danh A. Danh C sẽ là những chỉ huy out meta và sớm muộn gì cũng bị ra chuồng gà mà thôi. Mấy con tướng này nhìn thì cũng lực đấy nhưng mà lực bất tòng tâm. Danh D sẽ là nơi hội tụ của những anh tài vượt ngàn chông gai đến với đáy của xã hội, nơi mà những vị tướng bị ghẻ lạnh mà không ai dám chơi. Dĩ nhiên nó còn tùy thuộc vào hệ quy chiếu của anh em nữa. Nếu anh em mới lên KVK3 hay chơi sit CDE thì mấy danh dưới cũng đủ tốt rồi anh em ạ. Ok, chúng ta bắt đầu xếp hạng nào. Những cái tên đầu tiên sẽ là hai chỉ huy đồn trú bao gồm là Zenobia và Flavius. Như mình đã đề cập trước đây, dùng chỉ huy đồn trú đánh đồng chưa bao giờ là một ý tưởng khôn ngoan cả. Một chỉ huy đồn trú khi mang ra đánh đồng thường sẽ mất đi 1,5 đến 2 kỹ năng, hoặc thậm chí là hơn, không có hiệu quả trên open field. Vậy nên là chỉ số sẽ rất thấp và sát thương gây ra cũng không đáng là bao. Ứng cử viên danh D tiếp theo đó là Richard. Ngoại hình thì ngầu, bộ kỹ năng thì sầu. Các kỹ năng của Richard mang hơi hướng bao cát, dựng khiên, hồi máu. Chỉ có người ma dợ mới sợ Richard mà thôi, chứ người khác thì đấm cho vị tướng này không chừa phát nào. Ngoài ra thì bảo tàng của Richard cũng thuộc dạng phế nhất trò chơi, cộng thêm tốc độ di chuyển với ít sát thương phản công thì Richard lúc này đích thị là một vị chỉ huy giữ gìn hòa bình rồi. Leonidas là một vị chỉ huy chinh phạt, nhưng với kỹ năng chủ động và chuyên môn siêu phế, có bảo tàng nhưng vẫn không thể cứu được bộ kỹ năng lỗi thời và có phần yếu đuối. Sát thương thấp, chuyên môn thì kích hoạt trong tình trạng gọi là thập thử nhất sinh nên là chả có tác dụng gì mấy, lại còn kén ghép cặp, hầu như là chỉ đi được với một mình quan vũ, danh đề là quá phù hợp rồi. Tiếp theo là tới danh C, chúng ta có tù trưởng Pascal. Lão này thì với bộ kỹ năng quá bị động, phải chịu đấm thì mới có sôi mà ăn. Bộ kỹ năng này không quá nhiều sát thương với chủ yếu là sát thương phản kích, lên nộ thì cũng khá là chậm, không hợp để đánh open field một tí nào, có chăng là dùng để nhảy nhà và kiếm cứu bẩn mà thôi. Harak thì cũng y hệt Pascal, đúng là đôi bạn thân. Thân thế này thì cả hai dắt tay nhau về mái nhà danh C thôi. Cái tên tiếp theo đó là Constantine. Nếu Richard là bao cát đến từ nước Anh thì Constantine chính xác là bao cát siêu cấp vô địch đến từ La Mã rồi. Sát thương gần như bằng không, nhưng mà độ trâu bò thì khỏi phải bàn. Nhưng để ở danh B thì Constantine có bắp và đi bắp diện rộng, đi kèm khá lợi hại đấy. Đánh đồng thì cũng được nhưng mà ao meta rồi, chứ còn đánh hẻm núi thì vẫn cực kỳ quan trọng. Một khi mà Constantine đã giơ thánh giá trong tay thì mấy mục tiêu xung quanh có khác nào bị trừ tà mấy thanh tẩy đâu. Danh C là bến đỗ hoàn hảo cho vị chỉ huy này rồi. Lên tới danh B, lúc này chúng ta có cặp đôi chìa vàng CM và Pyhurt. Bảo tàng của hai chỉ huy này cộng rất nhiều chỉ số, nhờ đó nên bản thân cả hai đã là hai chỉ huy bộ binh với bộ kỹ năng trâu bò nhiều khiên thì bây giờ trở nên cứng cáp hơn rất nhiều. Pyhurt thì đi phục vụ cho quan vũ ổn, Charles Martel thì đi chính, theo sau là Lưu Triệt cũng không phải là một sự lựa chọn tồi. Đấy là còn chưa kể đến sắp tới có bảo tàng level 3, chỉ số lại được nâng thêm một tầm cao nữa, thì đúng là hai chỉ huy này có khác gì Ngưu Ma Vương đâu, trâu thì thôi rồi luôn anh em ạ. Tiếp đến là chỉ huy Hàn Quốc, chúng ta gọi tắt là Chok. Đây là một chỉ huy thuộc dạng thâm niên của bộ binh. Chỉ huy này được xây dựng dựa theo khuôn mẫu của Alexander, nhưng mà Alex còn có bảo tàng hỗ trợ cũng như là bộ kỹ năng trực diện mà không có cộng dồn, nên là sẽ nhỉnh hơn nhiều so với vị chỉ huy này.
Điểm trừ của chóc là sát thương theo thời gian và tích stack sát thương kỹ năng theo thời gian. Đánh càng lâu, tích được càng nhiều stack, nên là khá khó để duy trì được lượng sát thương ổn định. Đánh đồng mà sát thương theo thời gian đã là rất bất lợi rồi, nên mình nghĩ chỉ huy này dần dần sẽ không còn được sử dụng nhiều nữa. Danh B trừ là quá hợp lý rồi. Cuối cùng là bộ ba vị tướng Gogo, Taric và Scipio Amilanus. Nghề chính của ba ông bà này đó là rally hoặc là đồn trú, thế nên là đánh open field chưa phải là điểm mạnh của họ. Tuy nhiên họ vẫn đánh được, chỉ là không mạnh bằng những chỉ huy chuyên open field khác. Gogo kết hợp cùng Lucian đánh đồng vẫn là một cặp bài trùng mà được nhiều người sử dụng, bởi lượng sát thương trừng phạt khi kết hợp với nhau cho ra hiệu quả cộng hưởng sát thương rất tốt. Chưa kể Gogo chỉ có yêu cầu thịnh nộ cho kỹ năng chủ động là 900 thôi, và chỉ có Lucian thì mới có thể làm cho Gogo được thỏa mãn thế này, nên là cũng khó không đa dạng trong việc ghép cặp được. Taric và Scipio A thì cũng thế, Taric mất một kỹ năng, còn Scipio A mất tận 2 kỹ năng khi đánh open field. Scipio A thì cũng giống Gogo, chỉ có thể kết hợp được với những chỉ huy có sát thương trừng phạt nếu muốn đánh đồng tốt. Còn Taric thì chỉ huy này có sát thương lớn khi bị Swarm, mà bị Swarm mới mạnh được thì lại giống Batcan hay là Harass rồi. Nhưng mà bộ chỉ số của Taric ổn hơn khá nhiều nên danh B là điểm đến lý tưởng. Scipio A thì mình đánh giá cao hơn Taric đôi chút nhờ nhánh tài năng trừng phạt và khả năng hồi nộ nhanh. Tuy nhiên về ghép cặp thì độ đa dụng của hai con này mình nghĩ cũng xem nhau thôi. Giờ đến với danh A, những chỉ huy tốt nhưng chưa phải là tốt nhất của chúng ta có hai chỉ huy có sát thương rộng, đó là Quan Vũ và William Ulek. Về William Ulek thì đây là một chỉ huy thế hệ mới với đặc trưng là sát thương trừng phạt diện rộng, đi kèm bảng tài năng trừng phạt với khả năng trừ nộ cũng diện rộng nốt. Chưa nói đến việc ghép cặp tướng thì bản thân William đã khá mạnh với bộ chỉ số đa dạng của mình, có sát thương, có phòng thủ và đặc biệt là có hệ số khiên. Để đẩy lên 100% sức mạnh thì Ulek cần phụ thuộc vào việc ghép cặp với một nhân tố khác mà mình sẽ đề cập ở phần sau video. Nói chung thì William Ulek tuy mạnh nhưng chưa đạt tới cảnh giới danh S, nên là danh A cộng sẽ là hợp lý với chỉ huy này. Quan Vũ thì là một vị vua mở đầu meta sát thương kỹ năng. Bộ kỹ năng của chỉ huy dâu dài này có rất nhiều hệ số tấn công giúp tối đa hóa lượng sát thương gây ra và cái debuff câm mồm 3 mục tiêu, thứ giữ chân Quan Vũ tồn tại trong meta đến tận ngày hôm nay. Cũng tương tự như ở William Ulek, Quan Vũ phải kết hợp với những chỉ huy có khiên để tận dụng tối đa chuyên môn cũng như bảo kê, bởi vì Quan Vũ khá giấy khi không có bất cứ chỉ số phòng thủ hay máu nào. Bảo tàng của Quan Vũ cũng đã ra mắt tăng thêm tấn công và phòng thủ, giúp chỉ huy này đang thở dốc vì sắp ao meta thì tự dưng thở phào nhẹ nhõm vì sắp được chém bỏ mẹ mấy cái thằng kỵ binh rồi. Hai chỉ huy tiếp theo đó là Sargon và Alex. Tuy Sargon là một quả bom xịt khiến anh em bộ binh phải vào hang tu luyện một thời gian dài, nhưng mà cũng nhờ có vậy bộ binh mới có được ngày hôm nay. Sargon là một vị chỉ huy công thủ toàn diện, điểm trừ đó là sát thương theo thời gian và tích đi bắp đại đế để gây sát thương kỹ năng. Mà hai yếu tố cần thời gian như này thì khá là rủi ro khi đánh đồng, nên là Sargon có lẽ bây giờ danh A trừ. Alex thì nổi lên với bảo tàng tăng phòng thủ và giảm sát thương thường. Alex là một kép phụ hoàn hảo cho những vị tướng như Quan Vũ và đặc biệt là Lưu Triệt. Danh A là chuẩn bài cho vị chỉ huy đi phụ ngoan bổ rẻ này rồi. Trước khi đến với đỉnh cao bảng xếp hạng, anh em xem đến đây đã like và đăng ký kênh chưa nhỉ? Nếu chưa thì anh em kéo xuống làm luôn đi nha. Cái này free với anh em thôi nhưng mà động lực to lớn với chúng mình đấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Danh S thì chúng ta có hai chỉ huy trùng so bộ binh hiện tại, Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Đầu Tôn. Cả hai chỉ huy này đều ra kỹ năng rất nhanh nhờ nhánh tài năng hỗ trợ hoặc là chuyên môn hack thêm một đòn đánh thường. Từ đó thì lấy lợi thế nhờ xả kỹ năng trước và gieo rắc bắp cũng như là đi bắp lên mục tiêu, giúp đồng minh xung quanh gây thêm sát thương, từ đó thì nhanh chóng làm méo mặt kẻ thù. Đầu tiên là Scipio Prime. Đây là một phiên bản đối trọng của Nesky bên phía kỵ binh, nhưng được cái là Scipio có sát thương và debuff giảm máu diện rộng. Scipio hiện tại không mạnh bằng lúc trước vì giờ có quá nhiều chỉ huy ra mắt, nhưng nhìn chung thì điểm mạnh nhất của Scipio đó là sự đa dụng trong việc ghép cặp, ghép tốt với tất cả các chỉ huy bộ binh. Bộ kỹ năng nhiều chỉ số, có hệ số khiên giảm sát thương giúp bảo kê đồng đội tốt hơn, lên nộ cũng cực kỳ nhanh nhờ nhánh tài năng hỗ trợ, và khi kẻ thù bị câm lặng có Quan Vũ quạt trả trong team ấy thì Scipio sẽ lên nộ phà khỏi phải lo. Nhưng mà nhìn chung thì Scipio cũng khá cũ rồi, trong nay mai thì cũng sớm muộn xuống danh A thôi, nên là hiện tại chỉ huy này vẫn là S nhưng mà là S trừ anh em nhé. Ngôi vương thì chắc chắn rồi, đó là Lưu Triệt, và cũng chính là chỉ huy mà mình đã nói đáp ứng mọi tiêu chí đề ra, không phải lao công mà có công rất lớn khi đưa bộ binh từ đáy xã hội một bước lên tiên lên mây luôn. Lưu Triệt sở hữu sát thương trừng phạt 5 mục tiêu kèm đi bắp giảm tốc độ chạy trên diện rộng, gia trưởng không những lo được cho em mà lo luôn cho kẻ thù về bằng đường hàng không. Bộ kỹ năng cũng công thủ toàn vẹn, vừa trâu vừa đêm to. Lợi hại nhất đó là chuyên môn kích hoạt thêm một đòn tấn công combo, đi kèm với đó là nhận thêm một lượt thịnh nộ. Chuyên môn này giúp xóa đi hoàn toàn điểm yếu của Lưu Triệt, đó là khả năng hồi chiêu chậm. Giờ cặp bộ binh nào gọi là mạnh mẽ nhất thì cứ phải có Lưu Triệt trong tay. Đến những vị chỉ huy rally hay đồn trú như kiểu là Gogo hay là Scipio A cũng phải nhờ có Lưu Triệt thì mới đánh open field mạnh được. Nói chung là Lưu Triệt hiện tại là vị chỉ huy mạnh nhất trò chơi rồi. Mấy vị tướng khác mà thấy Lưu Triệt xuất hiện thì chỉ biết gọi là anh Triệt, chào anh Triệt, phải biết trên dưới. Anh Triệt mà nổi giận là mỗi đứa một trưởng là thấm.
mà một đấm là nằm ngay. Và đó là tất tần tật về bảng xếp hạng của những chỉ huy bộ binh hiện tại trong năm 2024. Bạn có đồng ý với những ý kiến mình đưa ra hay không? Hay có góp ý gì khác? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment nha. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một share và đăng ký kênh để cổ vũ chúng mình ra nhiều content chất lượng hơn nữa. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.